Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn. Ở trong video này thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục học luyện dịch Việt Trung, Trung Việt từ phần thứ 25 này bạn nhé. Thì vừa rồi mình có nghiên cứu cái bài mà bài khóa đấy bạn, mà bạn Hà bạn gợi ý thì mình thấy làm được bạn ạ. Làm được. Nhưng mà hình như mình nên bắt đầu từ quyển 3. Đúng không bạn? Mình sẽ bắt đầu từ quyển 3 nhé, bởi vì quyển 1, quyển 2 thì nó không có gì. Nhưng mà các bạn bạn hãy cho mình gợi ý cụ thể hơn nhé. Ví dụ như là, nhưng mà mình thấy cái quyển 1 ấy nó ít quá, hay quyển 2 thì nó cũng đơn giản thôi, nó không không có gì cần phân tích cả, thì mình hay là mình nên bắt đầu từ quyển 3. Mình đã định như thế đấy, mình tính như thế đấy. Thì bạn xem được đoạn này thì bạn cho mình thêm gợi ý hoặc các bạn khác nhé. Cảm ơn các bạn. Giờ thì chúng ta học bài nào. Bài 1. Những mong muốn lâu ngày không thể thực hiện rồi cũng sẽ trở thành những ước mơ. Những ý nguyện xưa cũ trở thành một nỗi đau trong tim. Thế nhưng tôi vẫn tin tưởng, vẫn cố chấp giữ lấy ước mơ của bản thân, gieo trồng hạt giống nước mắt trong tim. Rồi mọi thứ sẽ kết ra những đóa hoa của lòng dũng cảm. Khi mệt mỏi rồi, có thể khép đôi mắt tận hưởng trọn vẹn cái hương thơm này. 久不实现的愿望也成了梦想，成了夙愿。 成了心中的痛，然而我依然相信，依然执着于我的梦想。把眼泪种在心上，会开出勇敢的花。可以在疲惫的时光，闭上眼睛闻到芬芳。 Chúng ta sẽ phân tích bạn nhé. Những mong muốn lâu ngày không thể thực hiện rồi cũng sẽ trở thành những ước mơ. Những ý nguyện xưa cũ trở thành một nỗi đau trong tim. 久不实现的愿望也成了梦想，成了夙愿，成了心中的痛. Từ 久 là lâu, 不实现 là không thực hiện. Từ sự xem là thực hiện bạn nhé. Tợ yuan wang thì lúc này mình nhìn thấy chữ tợ, và từ yuan wang này có nghĩa là nguyện vọng hay là những mong muốn. Thì chúng ta nên dịch trước bạn những mong muốn mà lâu không thực hiện được. Dễ cũng chẳng là trở thành, mong xiang ước mơ, chẳng là trở thành, su yuan. Su yuan ở đây có nghĩa là những cái su yuan ở đây là cái mong muốn nhé bạn. Từ su yuan ở đây là những cái gì đó mà đã qua rồi, đã cũ rồi, không phải đã qua mà là kiểu mình đã mong muốn, đã hy vọng trước đó rồi. Thì từ su yuan ở đây bạn có thể dịch là những ước nguyện xưa cũ như thế này, hay là những ý nguyện xưa cũ, tùy các bạn. Chẳng là trở thành, xin trung tờ thổ, dịch ngược lại nhé, xin trung là trong lòng, trong tim cũng được. Thùng này là nỗi đau, vậy sẽ dịch là trở thành nỗi đau trong tim hay là trong lòng. Thế nhưng tôi vẫn tin tưởng, vẫn cố chấp giữ lấy ước mơ của bản thân. Rán ở, 我依然相信，依然执着于我的梦想. Từ rán ở có nghĩa là nhưng mà hay là thế nhưng. Thế nhưng nó trái ngược với cả cái phần kia bạn nhé, phần trước đó. Cái phần này trái ngược. Của là tôi này, y rán là vẫn. Xiang xin hay có thể dịch là vẫn luôn bạn nhé. Còn xiang xin là tin tưởng. Y rán này, vẫn này. Trứ chúa yu là cố chấp với việc gì đó, hay là cố chấp với cái gì đó. Wo de meng xiang, cụm từ dịch ngược, ước mơ của tôi. Gieo trồng hạt giống nước mắt trong tim, rồi mọi thứ sẽ kết ra những đóa hoa của lòng dũng cảm. Khi mệt mỏi rồi, có thể khép đôi mắt tận hưởng trọn vẹn cái hương thơm này. Ba yan lei trung tài xin sảo, hủy khai chú dũng cảm tờ hoa, có thể tại phí bê tờ sử quang, bì sảo, yên chiếc, vấn đạo, phân phong. Từ bả là đêm này, yên lây là nước mắt, lây là mắt, còn yên, sorry các bạn, yên là mắt, còn lây là nước, trong từ nước mắt. Vậy kết hợp lại nhãn lây là nước mắt nhé. Đem nước mắt, trung là chồng. Ở đây là động từ đọc là trung bạn nhé. Từ loại hay lượng từ thì chúng ta đọc là chủng.
là trồng trong tim, chảy xin sỏ trong tim. Huy là sẽ này, khai chu là nở ra. Dũng cảm tờ hoa, hoa dũng cảm, dịch ngược lại. Cười là có thể. Chảy, phí bay tờ sử quang. Chảy tờ sử quang cũng là trong cái... ở đây sử quang là lúc nha bạn, có thể dịch là trong kiểu như sử hậu ấy. Sử hậu. Thì sử quang này hay dùng trong văn viết này. Phí bay có nghĩa là kiểu mệt mỏi, chán chường, kiểu như vậy. Bì sọ là nhắm này, nhãn chiện là mắt này, uốn là người, uốn tao là người thấy. Phân phong ở đây có nghĩa là cái hương thơm, phảng phất ấy, cái hương thơm. Bài số 2. Trong cuộc sống của riêng bạn, đừng bao giờ để người khác đến và bảo rằng bạn không làm được. Nếu như bạn có một ước mơ và tràn đầy khát khao với nó, bạn nhất định phải luôn kiên trì bảo vệ lấy nó. Người khác không thực hiện được sẽ luôn cho rằng bạn cũng không làm nổi. Nhưng đó không phải sự thật đâu. Chuyện xảy ra với người khác đều không phải nhất định sẽ xảy ra đối với bạn. Zài ni de shengming zhong, bu yao rang bie ren lai gao su ni, ni zuo bu dao. Ru guo ni you yi ge meng xiao, bing dui ta man huai ji qing, ni yi ding yao bao hu ta. Dang bie ren zuo bu dao yi jian shi shi, ta men jiu hui gao su ni, ni ye zuo bu dao. Dan zhe bu shi shi shi, bie ren de yong yuan dou bu hui zui dui fa sheng zai ni shen shang. Chúng ta phân tích bạn nhé. Trong cuộc sống của riêng bạn, đừng bao giờ để người khác đến và bảo rằng bạn không làm được. Zài ni de sheng ming zhong, bu yao rang bie ren lai gao su ni, ni zuo bu dao. Từ zài cái gì đó, zhong, zài zhong có nghĩa là trong cái gì đó. Ni de sheng ming là sinh mạng của bạn, hay còn gọi là kiểu cuộc sống của bạn á, cuộc đời của bạn. Bu yao là đừng, rang là để, bie ren là người khác, lái là tới, gao su là thông báo hay là nói cho bạn, ni là bạn này. Cao su nỉ là nói cho bạn hay là đến đến nói cũng được. Nỉ chua bú tàu, nỉ là bạn này, chua là làm, bú tàu gọi là không tới. Đây là một ngữ kết quả nhé. Chua bú tàu có nghĩa là không làm được, không ra kết quả gì cả. Nếu như bạn có một ước mơ và tràn đầy khát khao với nó, bạn nhất định phải luôn kiên trì bảo vệ lấy nó. Nếu của ní dậu ý cờ mong xiong bình đối ta mãn hoài chí chính, nì yí định yào bảo hộ ta. Rú quả là nếu như, ní là nì ở đây, đọc là ní nha bạn, biến điệu. Ní là bạn này, yào là có, ý cơ mong xảo là một ước mơ. Bình thì hãy này, đối ta đối với nó này, mãn hoài chí chính, sorry các bạn, từ bình này có nghĩa là đồng thời. Đối ta là đối với nó, dịch sau này. Mãn khoái chi chính có nghĩa là tràn đầy khát khao, tràn đầy cái hoài bão, tràn đầy cái mong muốn đối với nó. Đây, khát khao với nó, mong muốn với nó. Nì là bạn ý tình, nhất định, nhỏ phải bảo hủ tha, bảo vệ nó. Hay là đây, nhất định phải luôn kiên trì bảo vệ lấy nó. Đây chỉ là từ kiên trì là thêm vào cho nó nổi bật lên thôi bạn nhé, tùy các bạn. Người khác không thực hiện được, sẽ luôn cho rằng bạn cũng không làm nổi. Tăng bia đấn chua bú tạo ý chèn sư sư. Tha mần chiều huê cao su ní, ní yẻ chua bú tạo. Từ tăng có nghĩa là lúc nhá. Tăng sứ này, cái từ sứ này mình khả năng là bị sai mất rồi bạn. Từ sứ này trong từ sứ họ. Sứ họ. Từ này bạn. Đây này. Cái từ sứ họ là từ này này. Đấy, chúng ta có bộ nhật này và bộ xuấn này đúng không? Đấy. Tăng này, sứ này có nghĩa là vào lúc nhá hoặc là khi nhá. Tiếp theo này ở giữa này. Bìa đấn là người khác. Chùa bú tạo ý chen sử. Tức là không làm được một việc. Tức là không làm được việc gì đó. Hay không thực hiện được việc gì đó. Tha mần là người đó. Ai người khác này. Bìa đấn này là bọn họ. Chiều khuê sẽ. Thì cao su ní là báo với bạn hay nói với bạn. Ní dễ chua của tao, bạn cũng chẳng làm được đâu.
Nhưng đó không phải sự thật đâu. Chuyện xảy ra với người khác đều không phải nhất định sẽ xảy ra đối với bạn. Tàn, chưa, bố sử, sư sử. Bia đấn tợ, dũng dạ, tâu, bố khỏe, chế tuệ, phá sân, chai nỉ, sân sở. Tàn là nhưng, chưa, bố sử là đây không phải, sư sử là sự thật đâu, sự thật. Bia đấn tợ, dũng dạ, từ dũng dạ là mãi mãi theo kiểu mãi mãi cậu không làm được đâu, kiểu kiểu như thế. Đấy bạn, hay là bạn có thể hiểu theo kiểu là những cái chuyện mà người khác không làm được, bạn có thể hiểu như thế nhá, bia đấn tợ, dũng dạ. Tâu đều này, phú khỏe không thể nào mà không sẽ không gì, xuế tuệ là tuyệt đối 100% đấy bạn. Pha sinh tại nỉ sân sảo, pha sinh là phát sinh trên người của bạn, thì mình dịch như vậy thì có thể là dịch là không nhất định sẽ xảy ra đối với bạn đâu, thì tùy các bạn nhé. Bạn dịch kiểu nào thì bạn dịch nhé. Bài số 3. Thành công cần có 8 điều đừng bao giờ. Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ. Đừng bao giờ lười cố gắng. Đừng bao giờ lãng quên tình bạn. Đừng bao giờ lơ là các mối quan hệ. Đừng bao giờ bỏ lỡ tin tức. Đừng bao giờ thả lỏng lòng kiên trì. Đừng bao giờ đánh mất mục tiêu. Và đừng bao giờ chần chừ do dự. Chẳng công suy ảo ba cỡ chống bụ. Chống bụ phang chi mừng xảo. Chống bụ xie tài nụ lì. Chống bụ ý vọng yếu chính. Chống bụ sú hú liên xì. Chống bụ chua của xin xí. Chống bụ sung thai chán trí. Chống bụ mì mắng mù biao. Chống bụ san xin ơ y. Chúng ta phân tích nhé từ chống u này. Thành công cần có 8 điều đừng bao giờ. Chống công suy yào ba cỡ chống bụ. Chẳng cung là thành công, suy yao là cần, ba cỡ là số lượng từ, ba là 8 bạn nhé, lượng này không phải dịch. Ba gì? Ba điều này. Súng bù là đừng bao giờ. Hay từ cơ này bạn có thể hiểu theo kiểu là điều cũng được bạn nhé. Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ, đừng bao giờ lười cố gắng, đừng bao giờ lãng quên tình bạn, đừng bao giờ lơ là các mối quan hệ. Súng bù phong chi mộng xiao. Chống bụ, xie tải, nụ lì. Chống bụ, ý, vọng, yếu chính. Chống bụ, su hú, liên xì. Ở đây thì mình sẽ đọc là mình giữ nguyên từ bụ bạn nhé, để nhấn mạnh. Chứ đôi khi, ví dụ này, chống bụ phẳng chỉ. Đấy, nhưng mà mình không thích, mình thích đọc là chống bụ, để mình nhấn mạnh. Và mình cũng có ngắt quãng ở chỗ này, vì vậy, cái chữ bụ này cũng không cần phải điệp thanh bốn bạn nhé. Cái này mình có hướng dẫn ở rất nhiều bài mình có trước đó rồi. Giờ chúng ta phân tích nhé. Súng bụ là đừng bao giờ. Phang chi là từ bỏ. Mộng xiao là ước mơ. Súng bụ đừng bao giờ. Tiếp theo, từ xie tải. Xie tải ở đây bạn có nghĩa là kiểu như là bạn lười biếng, bỏ quên đấy. Nỗ lực là sự nỗ lực và cố gắng. Súng bụ là đừng bao giờ. Ý vọng là ý vọng có nghĩa là lãng phí hoặc là lãng quên. Dầu chính là tình bạn. Súng bụ là đừng bao giờ. Su hu. Su khu có nghĩa là bạn lơ là, bạn không để ý, bạn không quan tâm. Lén xì là các mối quan hệ. Đừng bao giờ bỏ lỡ tin tức. Đừng bao giờ thả lỏng lòng kiên trì. Đừng bao giờ đánh mất mục tiêu. Và đừng bao giờ chần chừ do dự. Súng bù chùa của xỉn xì. Súng bù sung thai chén trí. Súng bù mí mắng mù biao. Chống bụ, san xin, ơ y. Tất cả chống bụ này đều là đừng bao giờ bạn nhé. Chùa của, chùa của là bỏ lỡ mất. Xin xi là tin tức. Chống bụ, đừng bao giờ. Sung khai, có nghĩa là thả lòng. Chén trí là lòng kiên trì, tính kiên trì. Chống bụ, đừng bao giờ. Mí mắng, mí mắng là kiểu bạn là mơ hồ, hay là bạn không rõ về cái gì đó, hay ở đây có thể hiểu theo kiểu là đánh mất. Mù beo là mục tiêu. Chống bụ đừng bao giờ. San xin là tam tâm, tức là ba cái trái tim. RE là hai cái suy nghĩ, hai cái ý. Ở đây chúng ta có tâm và ý. Tâm là trái tim, tâm tư tình cảm. Ý ở đây là suy nghĩ. Như vậy bạn bình thường chúng ta sẽ là một tâm một ý, kiểu một trái tim thì một suy nghĩ thôi. Đây là có ba trái tim hai suy nghĩ. Như vậy nó không giống nhau. Thì mình có thể hiểu theo kiểu là đừng bao giờ chần chừ do dự. Cái nghĩa của từ san xin RE, cái cụm này có nghĩa là như vậy.
bạn đọc thuộc lòng nhé. San xin ở y. Đấy, hoặc là chần chừ do dự. Bài số 4. Nếu như bạn muốn làm việc gì đó, xin đừng tự hoang mang, cũng đừng vội khoe với ai, chỉ cần âm thầm mà thực hiện. Bởi vì đó là việc của riêng bạn, người khác không biết đến hoàn cảnh của bạn, cũng không thể giúp bạn thực hiện điều đó. Tuyệt đối đừng xin vì hư vinh mà khoe khoang. Tuyệt đối xin đừng vì hư vinh mà khoe khoang khoác lác. Cũng đừng vì những lời bình phẩm đánh giá của người đời mà vứt bỏ ước mơ của bản thân. Thực ra trạng thái ổn định nhất chính là luôn kiên trì theo đuổi ước mơ và lắng nghe ý kiến của người đi trước. Còn về việc có đáng hay không thì hãy để thời gian chứng minh. Chúng ta xem tính chung bạn nhé. 如果你要做一件事，请不要炫耀，也不要宣扬，只管安安静静地去做，因为那是你自己的事。 别人不知道你的情况，也不可能帮你去实现。千万不要因为虚荣心而炫耀，也不要因为别人的一句评价而忘记自己的梦想。其实，最好的状态是坚持自己的梦想。听听前辈的意见，建议少做几步，值不值？时间是最好的证明。Thì sau đây các bạn nhé, ở bên nhà mình nghe các cháu lớp 5, tầm này lớp 5 đang học tiếng Anh, thì nó hơi ồn, các bạn thông cảm nhé, nó đang được nghỉ giải lao. Phân tích cho các bạn nhé. Nếu như bạn muốn làm việc gì đó, xin đừng tự hoang hoang, cũng đừng vội khoe với ai, chỉ cần âm thầm mà thực hiện. 如果你要做一件事，请不要炫耀，也不要宣扬，只管安安静静的去做。如果 là nếu như, 你要 là bạn muốn, 做一件事 là làm một việc, là hiểu là làm một việc gì đó. 请 là xin, 不要 là đừng, 炫耀 có nghĩa là kiểu hoang hoang, tự hoang hoang đấy. Dễ bù yào cũng đừng xuyên giảng, có nghĩa là khoe khoang. Xuyên giảng là tuyên dương bạn, nhưng ở đây theo hiểu là theo kiểu là khoe khoang nhé. Chứ quản là chỉ cần này. An an chinh chinh là gọi là gì, lặng lẽ âm thầm thôi. Tợ truy sủa có nghĩa là đi làm, tức là chỉ cần làm một cách lặng lẽ âm thầm thôi. Có thể hiểu như vậy, hoặc là chỉ cần âm thầm mà thực hiện. Rất hay. Bởi vì đó là việc của riêng bạn, người khác không biết đến hoàn cảnh của bạn, cũng không thể giúp bạn thực hiện điều đó. 因为那是你自己的事，别人不知道你的情况，也不可能帮你去实现。 因为 là bởi vì này, 那是 đó là này, 你自己的事 đây là một cụm nhắc, đó là việc của chính bạn, của riêng bạn. 别人 là người khác, 不知道 là không biết, 你的情况 tức là tình huống của bạn. 也不可能 cũng không thể gì, 帮你 là giúp bạn, 去 là đi, 实现 là thực hiện. Rất là dễ ý như tiếng Việt đấy bạn. Tuyệt đối xin đừng vì hư vinh mà khoe khoang khoác lác, cũng đừng vì những lời bình phẩm đánh giá của người đời mà vứt bỏ ước mơ của bản thân. 千万不要因为虚荣心而炫耀, 也不要因为别人的 一句评价而放弃自己的梦想. 千万 là ngàn lần hay là tuyệt đối. 不要 là đừng này. 因为 là vì. 虚荣, suy rúng là hư vinh. 虚荣 xin là lòng hư vinh. 而 mà 炫耀 làm đi khoe khoang khoác lác. 也不要 cũng đừng. 因为 là bởi vì. 别人的一句评价, 评价 là sự đánh giá. 一句评价 là một câu đánh giá. Nhá, tợ bìa đó là của người khác. Ở mà này, phang chi, từ bỏ, phang chi cái gì? Chứ chỉ đó, mừng xẻo. Là gì? Là ước mơ của chính mình. Cái cụm từ phang chi, mừng xẻo này là một cụm bạn nhé. Thực ra, trạng thái ổn định nhất chính là
luôn kiên trì theo đuổi ước mơ và lắng nghe ý kiến của người đi trước. 其实最好的状态是坚持自己的梦想，听听前辈的建议，少做几步。 Thực ra, trạng thái tốt nhất là trạng thái tốt nhất nhé, trạng thái tốt nhất. Sư là chen chú là kiên trì này, kiên trì gì này? Tự chỉ tờ mong xảo, ước mơ của chính mình. Thiên thiển là nghe thôi, cái này điệp một từ thôi bạn. Dịch là nghe thông thường nhé. Hay bạn có thể dịch là luôn nghe hay là lắng nghe, tùy bạn. Chén bày là tiền bối, tờ y chèn, tờ chen y. Chen y là những cái kiến nghị hay là những cái ý kiến hay là những cái gợi ý của cái gì? Của người đi trước gọi là tiền bối đấy bạn. Sào chùa, sào chùa làm ít đi, chỉ bù là một vài một chút một ít. Cái kiểu mình làm ít đi một chút, làm chậm đi một chút để mình hỏi ý kiến đã. Người ta gọi là sào chùa chỉ bù. Còn về việc đáng hay không đáng thì hãy để thời gian chứng minh. Chứ, bù chứ, sử gian, sử, chơi hào tờ, trần miếng. Chứ là đáng. Đây là câu chính phản bạn nhé. Chính là dấu cộng, phản là phủ định đây, dấu trừ. Vậy là đáng hay không đáng. Sử gian, thời gian, sử là chơi hào tờ, trần miếng. Trần miếng này chắc tránh danh từ rồi bạn. Bởi vì sao? Bởi vì đứng sau chữ tợ này. Như vậy là thời gian chính là sự chứng minh, đúng không? Hay là cách chứng minh. Chơi hào có nghĩa là tốt nhất. Thưa các bạn, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau học hết phần 25 dịch Trung Việt Việt Trung rồi nhé. Như mình đã nói ở đầu video á, thì mình sẽ cố gắng làm ra cái bài khóa để dẫn các bạn có thể là đọc. Có hay là đơn giản đó là gì tìm hiểu cách cái điệu của nó hay là dịch bài. Thì nói chung là như thế nhé, mình sẽ chia sẻ các bạn. Nhưng có khi mình bắt đầu từ quyển 3, các bạn cho mình ý kiến nhé. Quyển 1, quyển 2, quyển 3 hay là quyển 4, quyển 5, quyển 6 gì đấy. Thì nên bắt đầu từ quyển nào? Để đầu xuôi đuôi lọt, biết đâu thì kênh của mình nhiều người xem hơn. Ví dụ bây giờ mình thấy có những lúc mà lên gần được 1.800 người xem trong 2 hôm, tức là mỗi hôm gần 800 người xem. Không biết xem nhiều xem ít, nhưng mà như thế là đã thành công với mình rồi. Thì cảm ơn các bạn nhé. Nếu bạn cảm thấy video của mình hữu ích á, hãy đăng ký kênh và thông báo. Ngày nào mình cũng ra video hỗ trợ các bạn và cũng là rèn chính mình. Cảm ơn các bạn nhé. Chúc các bạn may mắn và kiên trì nhé. Hãy rèn.